Thưa quý vị, là thị trường thịt lợn hơi ngày hôm nay không có nhiều biến động, có chăng là tăng nhẹ 1.000 đồng 1 kg tại một số địa phương. Còn lại hầu hết cả ba miền thì giá lợn hơi, giá thịt lợn ghi nhận ở quanh mức là 48.000 đến 53.000 đồng 1 kg. Cụ thể, miền Bắc ở quanh mức 49.000 đến 53.000 đồng 1 kg. Theo đó, phần lớn các địa phương trong khu vực đang duy trì giao dịch tại mốc 50.000 đồng 1 kg, gồm Bắc Giang, Yên Bái, Nam Định, Thái Nguyên, Phú Thọ, Thái Bình, Hà Nam và Tuyên Quang, cao nhất là tại Hưng Yên với ngưỡng 53.000 đồng 1 kg. Mức giao dịch thấp nhất trong khu vực là 49.000 đồng 1 kg tại tỉnh Lào Cai. Còn tại miền Trung và Tây Nguyên, đi ngang quanh mốc 49.000 đến 51.000 đồng 1 kg. Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Bình Định, Khánh Hòa và Đắk Lắk tiếp tục là những địa phương có giá thu mua thấp nhất khu vực với 49.000 đồng 1 kg. Trong khi đó, Nghệ An tiếp tục neo tại mức 51.000 đồng 1 kg cao nhất tại khu vực này. Tại miền Nam, giá lợn hôm nay ghi nhận ở mức 48.000 đến 51.000 đồng 1 kg. Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cần Thơ, Tiền Giang, Bạc Liêu và Sóc Trăng đang duy trì thu mua lợn hơi ở mức 51.000 đồng 1 kg, cao nhất khu vực. Mức giá thấp nhất tại đây là 48.000 đồng 1 kg được ghi nhận tại An Giang và Trà Vinh. Vũng Tàu điều chỉnh tăng nhẹ 1.000 đồng 1 kg lên mức 50.000 đồng 1 kg, ngang bằng với mức thu mua tại Đồng Nai, Bình Dương, Long An và Bến Tre.